Vâng, xin chào các bác. Tôi về được một lô hàng 14 đôi loa lời của Bốt. Trong này thì có 2.2 một đôi rồi, còn lại 201 CD2 màu gỗ và 3201 CD3 màu phẳng và CD4, 14 đôi. Đang bẩn thỉu này, chuẩn bị lau chùi để đăng lên sóng của cô bác đây. Minh Audio ở đâu Hà Nội, vua loa lời luôn. Khẳng định các bác là vua loa lời luôn. Và tôi bán với cái giá tụt quần cho các bác luôn, khẳng định bao giá luôn cho các bác. Những đôi loa hàng bãi, chính hãng, hàng xịn, bảo hành chất lượng các bác luôn nhá. Ở đâu có giá đẹp, hàng đẹp như này, 4 triệu đồng chỉ lãi vài trăm nghìn cho các bác chơi thôi. Bao giá luôn cho các bác tại Minh Audio Hồ Hà Đông. Tôi bán những đôi loa này 4,5 triệu năm những năm trước nhá. Cách đây 1-2 năm đã bán 4,5 triệu. Năm nay đầu năm tất tay với các bác luôn, 4 triệu đồng thôi. Phục vụ anh em tới bến luôn tại Minh Audio Hà Đông. Tôi chuẩn bị lau chùi, khi nào lau chùi xong tôi sẽ để đặt thành một hàng ngang 14 đôi cho nó thành như một bức tường để các bác cùng xem. Xin chào.